Ủy ban nhân dân phường Điện Biên quận Ba Đình thành phố Hà Nội vừa gửi thông báo tới công ty cổ phần may Lê Trực là chủ của công trình số 8B Lê Trực. Theo đó thì sáng ngày mai mùng 6 tháng 3 sẽ cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm tại công trình này. Ủy ban nhân dân phường Điện Biên cho biết thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 8 giờ sáng mai mùng 6 tháng 3 đến khi kết thúc việc phá dỡ những hạng mục vi phạm tại công trình. Toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá rỡ sẽ do công ty cổ phần may Lê Trực chi trả. Đây không phải là quyết định cưỡng chế đầu tiên đối với công trình này. Ngày mùng 5 tháng 1, thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng, chỉ đạo quận Ba Đình xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế giai đoạn 1, tung thang và tầng 19. Theo phương án phá dỡ chủ đầu tư đã trình cơ quan chức năng. Do trung bình mỗi ngày chỉ phá rỡ được 10 đến 15 mét vuông, tổng diện tích phá rỡ được sau 1 tháng mới được khoảng 120 mét vuông, không đảm bảo tiến độ thành phố yêu cầu. Đến ngày 9 tháng 1, Ủy ban Nhân dân quận quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực.